Ừ, tập trung hay không? Bữa trước Dạ. ổ này hơi hơi bị khủng đi cầm cầm này này cũng có bao tay chơi luôn Kính, chớ tay luôn. Tay sạch mà. đủ nhìn đáng rồi À. đó. Nên đơn giản nha, nói chung là Nói sao mà ở ngồi người ta cũng có bán mà em không dám mua. Người ta bỏ vô chai người ta nặng mọt sẵn sợ. mua kiểu này nè, khỏi Dạ. sợ khỏi ấy nữa. Không biết sao thì mua anh cũng yên tâm rồi. Mà ý thích có cái bị gì rồi lát ăn nó ngon. Đúng rồi không? Này em để tủ lạnh phóng hô này tốt lắm này. Cái này hay trên đường bay đi 6B đó hả? Khu đó luôn chứ. Tại thấy anh hay livestream trên bay đi 6B. Có vật thì có vật tay nó dễ làm hơn là cái này. Kể dính tay lắm. Dùng thì dùng lúc nó ngon tí không sao. Ở trong đó cái gì đậm đậm ngon ha. Phấn hoa nè, Ừ ha. cái này mình nên mình chưa ké nè. Còn cái sáp kia ăn nó Cái sáp kia ăn ngon lắm, có người ăn phải chịu ấy mà. Cái đất chịu tàn ông á. cái đàn ông em biết ăn không? Mà cái này ăn được. Cái này nó có mật, nó ngọt ngọt. Này mọc còn nhiều này. Thật vật học nghĩa lực sĩ á. Đường lên nhà ba em nó cay nhá, đủ từ cái cây đó không phải cỡ lầu hai bị ông chích nó dậy nó gớm thì cay Ông chích đầu nhảy vậy này, chích đâu sao đâu, bị chích hoài gì sợ mà cây đó cao mà cỡ hơn hơn cái lầu á. Không, ông mập mới sợ, còn ông ruồi nó chích không sao. Mà ủ ông to ủa to mà không biết ông ông gì. mập rồi, ông mập nó chích gớm lắm, chạy đúng luôn. Nó dí vô nhà Ừ luôn nó mà. dí chạy quá trời. À, đó. Cái nữa em cứ lấy gì máy thôi không Dạ, lấy dao đề đề. nè, nó chảy nè không dù còn mấy cái xác đã ăn được mà được, ngon mà. cứ để tủ lạnh đó, để trong ngăn mát đó, để từ từ. Nó nhiều rồi hả? Còn cái mọt này mình để ngoài nha, Dạ. chứ đừng có để tủ lạnh. Chứ không hay lấy mà ông có tủ lạnh. Tủ lạnh nước nó nhỏ vô nó hư chua. Dạ. Còn Cho tụi nhỏ cái này để khô em lấy ra dùng được rồi. Phấn hôn này. Dạ. À, nó là nhánh cây ha, nó làm hay phải nó không? vừa nó là Trời, để gì kiếm cho kiếm nó luôn, để cho nó luôn á. Kéo về. để ra làm Kéo. này con này bảy lẻ thấy anh đấy, anh nói đi hai hai người anh phải đi theo mấy người đó đó. xin hỏi chuyển qua làm gà anh nghề làm tông Bỏ nghề tội đó, làm ăn được vô đây làm ông có mấy kính thua nhiều mấy cái này rẻ mà có 12 triệu một để ở đây làm được, chứ trên đó sao làm, trên đó đâu có khách đâu làm. Nói chung Đây em làm ít kính năm luôn hay năm là số chạy không tại giờ muốn nhập về có cửa hàng mới làm đây ít công mà làm công luôn hả? Ở đây ở đây công á, công đi Sài Gòn á. Nhất Trung có làm không? Đúng rồi. Đây được còn kiếm ăn được. Con đang biết mà kiếm ăn ngon. Mày chỉ có nhiều tấm máy Trên anh thua. Đó là chưa động bán máy rồi nó còn chạy đây nó mua thôi chứ. Nó chỉ lại cho nó người ta xài máy cũng thường chứ không phải như dưới đây đúng xài rồi. không không Giao khó dắt vậy chứ. Chắc tay nó quen. Kệ.
để lâu nghe được trà mà trà nước không anh Hào trà trà đi được ra được chứ này nếu mà con ký sẵn ra rồi là tầm nó tầm nửa lít á một ký á anh thu anh cũng con ký không chứ anh đâu có thu chai đâu bạn nó chai chai mà ông dừa trên cây dừa á ông dừa vừa kể nó chứ ở rạng đa số là ông rỉ hơn vậy mà ông dừa cũng lại mắt quan trọng là ông ruồi ông mọt thôi à nó chỉ phân đó ông gì ăn ông ruồi ăn ngon hơn hả ông ruồi được còn nhỏ nhỏ phải không đúng rồi thế là bán đậu hũ rồi bán cái cây nó hay bù bù chị Hân về kia về quầy 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 kia luôn hả về về mới tiệm bánh nghe chợ rồi chợ rạng luôn hả dạ không cắt miếng mọt nhìn đẹp ha ừ. Cái tủ nó làm đẹp nhiều người đã kêu chích nhịp bơm chích đây một bơm vô không hiểu nó bị lừa như khủng hoảng sợ mà ông mua giả nhiều quá nên người ta sợ đúng rồi thì giờ người ta nói mà nó bỏ trong nào nó làm sẵn với nó giả thì nó nhiều luôn à, bỏ chai nó chai rồi nó giả này nữa em lấy tay nhón xuống là được à lấy cái giá mất cơ hay muốn cái giá cạnh ép nó còn không nữa lấy tay dắt luôn cũng được mình xuống lấy ép thôi à đúng rồi lấy cái giá cái cơ của anh ép nó là chuông dưới còn lại phải cạy dưới cạy dưới đít đó chắc anh phải nói không nào này là lên sườn về lấy cái vị thầy bà luôn nướng mật ong ha nướng mật ong vậy chứ nó em làm chắc vậy nó không hết đâu ủa này nó cứng quá không sắt cứng lắm sắt cứng thay mỗi lần chắc anh phải có cái giải mùng không luộc lại ngon ha đây được cho này lấy cắt đây cắt cái này cắt cái mặt em chuẩn bị em lộn vừa lại em bớt với cái chia ra chia ép lên sắc ngon ghê á cho nó ăn ngán luôn à làm gì làm gì để lại ngâm rượu chứ ha không ạ anh thì thường anh để đó anh lấy phấn hồ nè cho nó để tủ lạnh cho nó khô cái khô nó cứ thành cục á được lắm gì ăn ăn tốt lắm á nửa này em cắt ra cắt dạ đó y đi ra bờ đây chảnh rửa tay cái này.